Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Thì ngày hôm nay Apple đã cập nhật cho anh em chúng ta một cái phiên bản cập nhật mới iOS 16 phiên bản Public Beta. Và cũng từ rất là lâu rồi mình làm về những cái phiên bản Developer Beta và mình đã bỏ qua cái phiên bản Public Beta này. Cho nên video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta có thể cài đặt được iOS 16 phiên bản Public Beta dành cho những cái chiếc iPhone nhé. Và đương nhiên nó sẽ chỉ áp dụng cho những cái chiếc iPhone nào được hỗ trợ lên iOS 16 thôi. Những bạn nào mà vô comment kiểu iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6, SOS Plus có được cập nhật hay không thì câu trả lời vẫn sẽ là không nhé. Chỉ có những chiếc máy được Apple họ cho phép cập nhật thì chúng ta mới có thể cập nhật thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này nhé. Rồi, vậy hiện tại thì ở đây mình đang có một con iPhone 11 đang chạy cái phiên bản iOS 15.6 phiên bản Developer Beta. Cho nên khi mà các bạn muốn cài đặt cái phiên bản iOS 16 phiên bản Public Beta này thì cái điều đầu tiên mà các bạn cần làm đó chính là chúng ta sẽ phải vào trong phần cài đặt và chúng ta xóa đi cái profile của cái phiên bản 15.6 thì các bạn mới có thể cập nhật được lên nha. Rồi ok, và ở đây khi mà mình đang ở trong phần cài đặt thì mình sẽ chọn vào quản lý VPN và thiết bị. Và khi mà các bạn truy cập vào cái phần này xong á thì chúng ta sẽ có cái iOS 15 beta ở đây. Thì các bạn sẽ chọn cho mình vào xóa cấu hình. Những bạn nào mà chúng ta đang dùng những cái phiên bản iOS phiên bản chính thức thì các bạn sẽ không cần phải làm cái công việc này. Rồi và sau đó thì các bạn cũng sẽ khởi động lại cho mình luôn nhé. Và sau khi á mà các bạn đã khởi động lại cái chiếc máy của chúng ta xong thì các bạn hãy click ngay vào đường link ở bên dưới phần miêu tả của video dẫn thẳng tới cái trang web của Apple là Beta Profile Public á, thì các bạn sẽ ở cái trang web đó và đợi mình hướng dẫn ở những cái bước tiếp theo. Ok, bây giờ thì mình sẽ đợi con iPhone 11 này nó khởi động lại nhé. Cái quá trình này thì nó cũng tương đối là nhanh. Tuy nhiên thì nếu như mà những bạn nào từ những cái phiên bản chính thức các bạn cập nhật lên hoặc là các bạn đang ở một cái phiên bản 15.6 beta như thế này của mình chẳng hạn mà các bạn cập nhật lên đó, thì mình cũng cảnh báo trước là nó sẽ có cái thời lượng, nó sẽ có cái mức dung lượng tương đối là cao. Rồi, và ở đây thì khi mà nó nhận lại wifi thì các bạn sẽ tích vào nhé. Và ở đây thì mình cũng có lưu sẵn cái trang web này lại cho tiện cái lúc mà chúng ta làm. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ vuốt xuống ở dưới này và các bạn chọn cho mình là sign up. Nếu như những bạn nào mà chúng ta chưa có cái tài khoản Apple ID thì chúng ta có thể chọn là vào lại sign in. Rồi các bạn sẽ nhập mật mã của các bạn này vào. Ok, và sau khi mà các bạn đăng nhập thành công á, thì nó sẽ chuyển chúng ta qua một cái trang web như thế này. Apple Beta Software Program thì ở đây sẽ là cái bản public. Còn bản Developer Beta thì mình cũng đã có hướng dẫn cho các bạn rồi, cài tương đối là dễ. Tiếp tục các bạn sẽ chọn cho mình là Enroll Your iOS Device. Rồi ok, tích vào trong này. Và sau khi mà các bạn chuyển qua cái phần này rồi á thì Apple họ cũng sẽ yêu cầu chúng ta sao lưu cái phần dữ liệu này lên trên máy tính. Và những bạn nào mà chúng ta muốn sao lưu á thì bạn có thể coi lại bài của mình khoảng đâu đó khoảng gần một tháng trước thì sẽ có cái hướng dẫn của mình về cách cập nhật cái phiên bản này và cách update cái máy của chúng ta. Đó, backup những cái dữ liệu này lại. Rồi tiếp tục các bạn sẽ chọn cho mình vô là Download Profile. Và ở cái mục Download Profile này thì các bạn cũng sẽ cài cái profile tương tự như là cái phiên bản Developer Beta mà mình đã hướng dẫn ở các bạn ở những cái video trước. Tiếp tục các bạn sẽ chọn cho mình vào phần cài đặt chung, quản lý VPN và thiết bị, iOS 16. Rồi và chọn cho mình vào phần cài đặt. Ok, tiếp tục các bạn sẽ nhập mật mã của cái chiếc iPhone của các bạn vào. Rồi chọn vào cài đặt luôn và chọn tiếp tục là cài đặt. Rồi ok, xong, khởi động lại luôn. Rồi ok, tiếp tục sau khi mà cái chiếc iPhone của các bạn nó đã khởi động lại một lần nữa rồi á thì các bạn sẽ chọn cho mình vào phần cài đặt đó và chọn vào phần cài đặt chung. Ok, tiếp tục chọn cập nhật phần mềm và đương nhiên thì các bạn sẽ phải kết nối wifi thì nó mới có thể nhận được cập nhật nhé. Và với cái chiếc iPhone 11 của mình á thì khi mà cập nhật lên cái phiên bản này nó tốn chỉ đâu đó khoảng 2GB thôi, gần 3GB, cũng tương đối là nhẹ nhàng. Với cái phiên bản Developer Beta khoảng một tháng trước mình hướng dẫn các bạn cập nhật thì nó lên tới tận là 5GB để mà các bạn có thể cập nhật được cái phiên bản này. Thì bây giờ nó đã nhẹ nhàng hơn, mình cũng đã yêu cầu cập nhật xong. Và cái công việc bây giờ của chúng ta ở thời điểm hiện tại đó chính là các bạn sẽ ngồi đợi cho cái chiếc máy của chúng ta nó tải cái phiên bản này về và sau đó nó sẽ tự động cập nhật lên. Tại vì những cái mục khác ví dụ như là tải về cái bản cập nhật iOS hay là tự động cài đặt đó thì mình cũng đã bật lên rồi. Cho nên khi nào cài xong thì máy sẽ tự động cập nhật lên thôi.
Và hiện tại ở đây thì mình cũng có một con iPhone 12 Pro Max. Và mình sẽ nói cho các bạn biết lý do tại sao mà nó nằm ở đây. Thì hiện tại với con 12 Pro Max này, mình cũng đã tiến hành update nó lên cái phiên bản iOS 16, phiên bản public beta. Và lúc trước thì nó đang được dùng cái phiên bản developer beta. Rồi cái cách thực hiện thì cũng tương tự như mình hướng dẫn trên cái con iPhone 11 này. Và các bạn vẫn có thể cập nhật lên được. Và chúng ta sẽ tốn khoảng 1.09GB cho cái phiên bản cập nhật này trên cái con iPhone 12 Pro Max của mình. Thì mình cũng đã cài đặt nó lên xong và mình cũng đã tiến hành đo hiệu năng bằng Grip Band 5 Pro. Cho nên mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn về mặt hiệu năng ở trên cái clip này luôn. Còn về pin thì có lẽ là mình sẽ để khoảng 1 hoặc là 2 ngày nữa sau khi mà mình sử dụng và trải nghiệm xong thì mình sẽ chia sẻ với các bạn thì nó kỹ càng hơn. Rồi, quay trở lại vấn đề thì ở đây chúng ta có phiên bản iOS 16, phiên bản public beta với cái điểm hiệu năng đơn nhân là 1582, đa nhân là 4089. Và nếu như các bạn soi kỹ hơn về phiên bản iOS 16 beta nhé, cái này là developer beta, thì nó vượt trội hơn hẳn so với cái phiên bản này. Và thậm chí là tất cả những cái phiên bản đã được cập nhật trên iOS 16, bao gồm developer beta 2, developer beta 3. Ở đây mình sẽ nói về phần hiệu năng thôi, còn về pin thì chúng ta sẽ chưa bàn tới được, tại vì còn quá sớm để mà chúng ta có thể nói về pin trong cái clip này. Tuy nhiên một điểm mà mình nhận được đó chính là những cái thao tác vuốt chạm của mình nó cũng đã nhanh hơn. Và về phần lỗi thì ở thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa thấy cái chiếc máy của mình nó bị lỗi bàn phím. Đây, các bạn có thể thấy đánh tiếng Việt hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Cho nên những cái vấn đề mà khiến người dùng khó chịu nhất đó chính là lỗi bàn phím thì nó cũng đã được khắc phục trên cái phiên bản iOS 16, phiên bản public beta này. Có một cái điểm mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là khi mà các bạn cập nhật lên phiên bản iOS 16 public beta này thì các bạn sẽ sở hữu được hết tất cả những cái tính năng mà Apple họ đã cung cấp trên những cái phiên bản iOS 16 developer beta khác. Có nghĩa là iOS 16 beta 1 có tính năng gì, iOS 16 phiên bản developer beta 2, beta 3 có tính năng gì thì nó cũng sẽ được cập nhật trong cái phiên bản cập nhật này. Ví dụ đơn cử cho các bạn dễ nhìn nhé. Ở đây á, trên cái phiên bản beta 3 chúng ta sẽ có thêm cái phông chữ mới cho phần giờ. Thì cũng tương tự như vậy, trên cái phiên bản public beta này thì chúng ta cũng sẽ có tổng cộng là 8 cái phông chữ mới để mà các bạn có thể lựa chọn. Cái tiếp theo đó chính là ở trên cái phiên bản iOS 16 phiên bản developer beta 3 á. Và thêm một cái nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là khi mà các bạn tiến hành mở máy lên như thế này, mở khóa màn hình, thì các bạn vẫn có thể truy cập vào phần lock screen ở ngoài màn hình khóa để mà các bạn có thể tùy chỉnh được những cái lock screen theo ý mà các bạn mong muốn. Đó, và đó sẽ là một số những cái điểm đơn cử mà trên cái phiên bản này nó cập nhật mà mình muốn chia sẻ cho các bạn xem. Ngoài ra thì ở đây ví dụ như phần hình nền thì vẫn có cái thông báo là các bạn sẽ sử dụng, có thể chuyển đổi được cái phần wallpaper từ màn hình lock screen. Đó, ok, chúng ta sẽ xuống phần riêng tư và bảo mật. Thì có một cái tính năng nữa đó chính là chế độ phong tỏa thì cũng được cập nhật luôn ở trên cái phiên bản cập nhật lần này, không sót một cái tính năng nào cả. Ok, và nói đến đây thì cái chiếc iPhone 11 của mình chuẩn bị cập nhật lên phiên bản iOS 16, phiên bản public beta, nó cũng đã được branding rồi, nó cũng đã được chuẩn bị cập nhật rồi. Cho nên là chúng ta sẽ cùng đợi một tí nữa và chúng ta quay trở lại để coi thử xem là điểm hiệu năng ở trên cái con iPhone 11 này sẽ như thế nào nhé. Rồi, ok, hiện tại thì sau khoảng gần 20 phút mình chờ đợi thì cái con iPhone 11 của mình nó cũng đã được cập nhật lên cái phiên bản iOS 16 phiên bản public beta 1 rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng coi thử xem nó có cái gì nhé. Ở đây các bạn có thể thấy iPhone của bạn đã được cập nhật lên iOS 16. Rồi tiếp tục là mình sẽ vào ở bên trong. Thì ở đây mình sẽ check thử xem là nó có đủ và nó có đúng những cái tính năng như lúc nãy mình có chia sẻ với các bạn hay không. Rồi, và tích vào phần tùy chỉnh. Đó, ở đây phần tùy chỉnh. Đây, chúng ta vẫn sẽ có 12 cái phông chữ như Apple họ đã nói. Rồi, tiếp tục chúng ta cũng sẽ check một vài những cái tính năng khác. Ví dụ như ở đây thì mình có thể là check luôn cả cái phần quyền riêng tư và bảo mật. Và ở đây thì vẫn sẽ có cái chế độ phong tỏa. Thì đúng như lúc nãy mình nói là ở trên cái phiên bản iOS 16, phiên bản public beta 1 này thì nó sẽ sở hữu hết tất cả những cái tính năng tính tới thời điểm hiện tại mà Apple cập nhật cho cái phiên bản iOS 16 này. Kể từ cái phiên bản iOS 16 beta 3 thì có rất là nhiều tính năng mới đã được cập nhật rồi và nó cũng sẽ được update ở trên cái phiên bản public beta này luôn. Rồi, và ở đây thì có thể là các bạn sẽ phải cùng đo hiệu năng bằng Grip Band 5 với mình, tại vì vừa mới cập nhật lên cho nên mình cũng chưa rõ là cái hiệu năng ở trên cái phiên bản này như thế nào. Chúng ta cùng run benchmark nhé.
Rồi ok, và hiện tại thì mình đã đo hiệu năng bằng Grip Band 5 Pro thì nó cho cái điểm đơn nhân sẽ là 1319 và đa nhân sẽ là 3355, một con số khá là đẹp. Chúng ta sẽ cùng coi thử những cái phiên bản khác như thế nào nhé. Ok, và ở đây thì các bạn có thể thấy ở trên cùng của chúng ta sẽ là phiên bản iOS 16 Public Beta 1, và ở dưới mình có cài một cái phiên bản iOS 15.5 phiên bản chính thức, rồi là mình cũng có dùng phiên bản iOS 15.4.1. thì cơ bản về điểm hiệu năng trên cái phiên bản Public Beta 1 này so với những cái bản khác và đặc biệt là những cái phiên bản chính thức mà mình đã dùng thì nó sẽ không có sự dao động nhiều và nó cũng sẽ không có cái sự chênh lệch về mặt hiệu năng nhiều. Đương nhiên về phần pin thì mình vẫn sẽ phải dành ở một cái video khác, tại vì ở thời điểm lúc này quá là mới để mà mình có thể nói về pin ở trên con này nó có hiệu quả hay không, hay là ở trên cái phiên bản này thì nó sẽ như thế nào. Và đó cũng là một trong những cái điểm mà các bạn có thể dễ dàng nhận ra giữa cái sự chênh lệch về hiệu năng của một cái phiên bản chính thức đó với những cái điểm chênh lệch hiệu năng giữa một cái phiên bản public và phiên bản developer như thế nào. Rõ ràng trên con iPhone 12 Pro Max của mình, cái sự chênh lệch của nó diễn ra rất là cao. Mỗi cái bản cập nhật như thế này nó chênh lệch đâu đó khoảng từ 100 điểm đổ lại đó, thì cái điểm chênh lệch của nó là như thế. Tuy nhiên thì đối với những cái phiên bản chính thức như thế này hoặc là public beta như thế này á, thì cái độ chênh lệch giữa điểm hiệu năng của nó là không cao, cho nên có thể nói những cái phiên bản public beta và những cái phiên bản chính thức là những phiên bản ổn định nhất mà các bạn có thể cập nhật lên đó tính tới thời điểm hiện tại. Ok, và như vậy thì mình vừa chia sẻ cho các bạn cách để mà chúng ta có thể cài đặt được cái phiên bản iOS 16 phiên bản public beta. Thì qua cái video này thì mình muốn chia sẻ cho các bạn một vài điều như sau. Đầu tiên thì với cái phiên bản public beta này, cái cách cài đặt của nó cũng tương tự như là developer beta, cũng phải cài profile và sau đó các bạn cập nhật lên, đợi một thời gian để nó có thể tải về và cập nhật lên. Dung lượng file cũng tương đối là lớn, hơn 1GB. Tuy nhiên thì đối với những cái chiếc máy ví dụ như con iPhone 12 Pro Max của mình đã được dùng developer beta rồi á, thì cập nhật lên nó cũng sẽ dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn. Và đối với những bạn nào mà chúng ta đang dùng developer beta thì các bạn cũng đừng có lo, tại vì trong cái clip này mình cũng đã nói với các bạn rồi, con iPhone 11 của mình và kể cả con iPhone 12 Pro Max của mình đều đang dùng những cái phiên bản developer beta. Tuy nhiên mình vẫn có thể cập nhật lên được và mình cũng có full tất cả những cái tính năng mà Apple đang cập nhật cho phiên bản developer beta nhé. Vậy thì cái câu hỏi ở đây đó chính là với những cái điều mà mình vừa nói trong video thì chúng ta có nên cập nhật lên phiên bản iOS 16 phiên bản public beta hay không? Rồi, đối với những bạn nào mà chúng ta đang dùng developer beta thì đây là một cái hướng chuyển đổi tương đối là tốt để mà các bạn có thể chuyển qua, tại vì mình thấy có một số bạn lên đến tận beta 3 các bạn vẫn than là lỗi rất là nhiều, cho nên maybe các bạn có thể thử cái phiên bản public beta này. Mình dùng từ chiều đến giờ cũng thấy tương đối là ổn thôi. Review để mà kỹ càng hơn cho các bạn cùng biết thì đương nhiên là sẽ phải đợi thêm rồi để mình có thể trải nghiệm một cách nó kỹ càng hơn. Rồi, đối với những bạn nào mà chúng ta đang dùng những cái phiên bản chính thức và các bạn không có nhu cầu trải nghiệm những cái tính năng mới thì các bạn hãy đợi phiên bản iOS 16. Còn đối với những bạn nào mà chúng ta đang bữa giờ các bạn đang lưỡng lự, các bạn muốn trải nghiệm tính năng mới nhưng các bạn không muốn máy mình gặp lỗi và không muốn phải restore, không muốn phải hạ cấp rồi là mất dữ liệu treo táo, đúng không? Thì đây là một cái cơ hội để mà các bạn có thể lựa chọn tốt giữa cái phiên bản developer beta và cái phiên bản public beta. Về cá nhân của mình, nếu như những bạn nào mà chúng ta đang máu, chúng ta đang muốn trải nghiệm những cái tính năng mới ở trên iOS 16, cập nhật ngay phiên bản public beta này. Ok, và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình, và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.